Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gia đây. Đến với video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có buổi tối thật tốt lành nhá. Hôm nay thì trong game của chúng ta vừa mới có một sự kiện mới. Vòng quay săn sale giảm giá tới 85%. Quá ghê luôn. Hai bộ trang phục này có tên là bộ đồ đại hiệp, bộ nam và bộ nữ. Phong cách thì khá là hiện đại, không phải là kiểu đại hiệp như phim Trung Quốc ngày xưa anh em hay xem. Cái này thì áo da, quần da rồi các thứ đều da. Nói chung là đẹp. Nhưng mà tự dưng lại có mấy cái đám mây xung quanh kia, không biết là vào game nó có bay như vậy hay không. Còn về thể lệ thì như anh em thấy rồi đấy, có 9 ô. Và anh em sẽ được một lượt quay miễn phí lúc đầu. Nếu như mà vào một cái sản phẩm nào đó ấy, anh em sẽ có hai lựa chọn. Một là mua, hai là bỏ qua. Mua thì cũng không đắt hơn bỏ qua mấy đâu, hơn có mấy chục kim cương à. Nên là mình khuyên là anh em nên mua nhá. Tại vì đằng nào bỏ qua thì cũng mất từng ấy kim cương, thà thêm mấy chục kim cương vào mua luôn nó nhanh. Và nó cũng giống như là vòng quay bay màu vậy, cứ mua cái sản phẩm nào xong hay là bỏ qua xong thì quay nó sẽ không ra cái sản phẩm đó nữa. Nên là anh em cứ quay đến cái sản phẩm mình thích là được. Chó này, báo thì mình không thích nên là mình sẽ bỏ qua. Thực ra thì cũng 50 kim cương với 70 kim cương thì nó cũng không hơn nhau là mấy. Đó anh em thấy không, mua có 240 mà bỏ qua 180 mấy rồi. Dại gì mà không mua. Quá chuẩn luôn. Rồi, bộ nam xong rồi thì mình sẽ quay bộ nữ nhá. Mới nhìn thì cứ tưởng là thần điêu đại hiệp cơ, hóa ra là thần long đại hiệp. Giật hết cả nửa mình. Rồi, chúng ta qua bộ nữ thôi. Luật vẫn là như vậy anh em ạ. Cái này thì mình nghĩ là anh em nên mua, tại vì là giá nó khá là hời. Hoặc là nếu như bạn nào mà không mua ấy thì cứ vào quay miễn phí cái lượt đầu đi, xem mà nó ra vật phẩm gì. Nếu như mà được thì cứ rất thôi. Nhiều vật phẩm ngon lắm, chẳng hạn như là thẻ đổi tên này, có 95 kim cương kìa. Biết đâu quay phát lại có 95 kim cương thì sao? Ngon không? Rồi, đầu bạch tuộc anh em ạ. Thôi mua thôi. Dại gì bỏ qua phí quá. Những cái nào mà mình có rồi, mình không cần nữa thì mình bỏ qua thôi. Này, ra là bộ nữ rồi này. Khá là vui khi mà Ghana không bắt quay tới ô gần cuối cùng hoặc là ô cuối cùng. Chứ cứ như mọi khi mà cứ bắt tới ô cuối cùng mới ra sản phẩm chính thì quay mệt lắm anh em. Đó, được thêm cái thẻ đổi tên 95 kim cương. May quá, cũng đang tính tìm thẻ đổi tên anh em ạ. Nào ra cái gì. Rồi thôi, bỏ đi. Cây gậy này thì mình không cần. Cái này thì sau khi mà anh em quay xong thì anh em vào lại game và đồ nó sẽ ở trong hòm thư nhá. Nhiều bạn không biết lại tưởng là mất tiêu đồ đâu, thì nó ở trong hòm thư ấy. Thoát ra vào lại là sẽ có. Trang bị luôn. Mình sẽ đi giờ view luôn anh em xem. Bộ nữ thì chắc là để dịp sau đi. Chúng ta sẽ đi giờ view bộ nam trước nhá. Nhìn cũng ngầu phết đấy chứ đâu phải đùa đâu. Trước khi đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì mình sẽ đi điểm qua một vài những cái vật phẩm mới trong OB28 nhá. Đầu tiên là con pet Dr. Goro. Không biết là đọc có đúng hay không. Kỹ năng của con pet này là khi mà ở tư thế ngồi ấy thì sẽ tăng tốc độ di chuyển. Con pet này mà kết hợp với cây súng máy KRD thì còn gì bằng nhỉ? Cứ ngồi mà bắn thôi. Còn về ngoại hình thì nó chưa tiết lộ, nhưng mà theo như cái ảnh đen đen kia thì mình thấy nó khá là giống con vịt. Ngoài ra thì chúng ta còn có một vài vũ khí mới. Micro Uzi và MSG90 và SR25. Rồi, chúng ta đi test bộ trang phục thần điêu. Xin cô hãy tôn trọng hàm răng của mình. Ý lộn, thần long đại hiệp này thôi. Đấy, phía sau còn có hai cái không biết là ngọc hay là gì nhưng mà đeo lủng lẳng phía sau. Lại còn hình như là cái bóp nữa anh em ạ. Ban nãy do là trong kia mình không giờ view được phía sau, bây giờ mới thấy phía sau. Ngoài ra thì còn có một cái mặt trăng hay mặt trời với lại hình con rồng nữa. Quá là phê. Trời ơi, đồng đội của mình bị hai bạn kia dí, tội thế nhở. Rồi, vùng một rồi. Đấy, đấm má. Bạn đấm ai? Bạn thấy mình đang cầm song lục đây à? Đùa với mình. Hình như là mấy bạn này chưa biết là trong cửa hàng của chúng ta đã bán cây USP gạch ngang 2 rồi. Tức là double ấy. Giống như cây vector vậy. À, M500 đúng không? M500 này. Anh em đâu? Dí. Mình không hớt được đâu con trai. 3 đánh 1 không thuộc cũng què. Làm sao bạn ấy sống được. Rồi, team mình bạn kia bạn ấy giết bằng tay rồi kìa. Vân à, giờ mới để ý. Vậy là team mình có một bạn con gái anh em ạ. Hôm nay chơi súng gì được ta? Hôm trước bắn thông sơn rồi. MAG cũng bắn rồi.
Thôi, hôm nay sẽ chơi cây súng mà mình thích nhất đi. MP5 nhá. Cây súng mà vừa rẻ mà vừa bắn được tầm xa, vừa bắn được tầm gần. Nói chung là cực kỳ lợi. Còn những cây súng mà có mặt ở trong OB28 sắp tới ấy, thì cây Uzi là cây tiểu liên. Còn hai cây còn lại là cây súng tỉa anh em nhá. Súng tỉa nhưng mà không phải là dạng AVKM hay là K98 đâu, mà nó giống như kiểu là SS với FSD ấy. Kiểu như là đam to nhưng mà bắn lại chậm và chỉ bắn được 4x thôi. Cái đấy thì chắc là phải chờ OB28 ra thì mình mới đi test nhiều hơn được. Tạm thời chúng ta chỉ có từng ấy thông tin thôi. Còn không biết là nó cho vào đấu danh ngay hay không cũng chưa biết được anh em ạ. Có khi là người ta bắt test ở trong đấu trường trước, xong rồi kỹ càng mọi thứ thì người ta mới cho vào đấu danh. Mình xin. Anh em bắn ghê quá. Phải cho mình một kill chứ. Team mình càn quét thế này thì team bạn làm gì mà có sức nào mà thở được. Cái thời gian mà cập nhật OB28 ấy, thì theo như kinh nghiệm chơi Free Fire lâu năm của mình là cứ bao giờ mà gần hết vòng quay vàng hoặc là hết vòng quay vàng thì sẽ cập nhật OB28. Đéo tin. Đây cũng chính là cái tín hiệu để mà anh em biết là bao giờ chúng ta có phiên bản mới. Thông thường thì cứ khoảng tầm 3 tháng hoặc là sớm thì 2 tháng thì sẽ có một bản cập nhật. Và theo kinh nghiệm gặp hack của mình ấy, thì sau mỗi 4 phiên bản cập nhật thì sẽ có một phiên bản nhiều hack nha anh em nhé. Đấy là do cảm nhận của mình thôi. Mình chơi nhiều thì mình đúc rút ra thôi. Hy vọng là lần này không thế. Chứ OB28 mà lại có nhiều hack nữa thì chán lắm anh em ạ. OB27 thì cũng có, nhưng mà nói chung là cái số lượng nó chỉ gọi là thiểu số thôi. Đến bên đầu ngón tay, đâm ra là cũng không có gì đáng phải lo. Đen lắm thì mới gặp thôi. Ok. Đúng là MP5 có khác. Tầm tầm xa vẫn sướng anh em ạ. Mà có khi là round này team mình lại thắng rồi nha. Tại vì team địch còn có 2 người, team mình còn tới tận 4 người liền. 2-1 không chột cũng què mà. Team bạn lại còn chơi toàn tầm xa thế này thì làm sao mà ăn lại team mình được. Team đã sọt rồi mà các bạn lại còn chơi toàn súng xịn không. Nếu như mà anh em mà chơi thử chiến ấy mà bị thua 1-2 round đầu ấy thì tốt nhất là anh em nên mua MP5 nhá. Hoặc là UMP cũng được. Tại vì là tiết kiệm tiền để mua thêm một cái mũ với lại một cái giáp. Dư tiền nữa thì mua thêm một trái bông keo. Toàn những cái gọi là nhu yếu phẩm thì không mua. Đầu tư mua ngay một cây AK như cái bạn vừa rồi kia, dã man. Mà AK thì bắn tầm gần đâu có lợi đâu, bắn tầm xa thôi. Mà trong cái chế độ tử chiến này, ở cái vị trí cover ấy, nhiều map nó khó cover lắm. Không phải là map nào cũng cần cover đâu. 1-2 map thì cần thôi, chứ còn như cái map đài quan sát này đâu cần cover đâu anh em. Tại vì là làm gì có chỗ nào đứng để mà cover. Tính ra là vừa nói làm gì có chỗ đứng để cover xong rồi bạn thứ 4 thì mình cover luôn. Chán thế chứ lị. Thực ra thì vẫn có một cách để mà cover ở cái đài quan sát này. Đó là lên mái nhà bên kia. Nhưng mà chỉ tem bên kia đấy nhá. Tức là tem mình đấy. Chứ còn tem địch thì gần như chẳng có chỗ để cover. Ok à. Anh em lại ẩu rồi. Kìa, địch sang kìa. Không biết là có chọn vẹn 4-0 được hay không đây. Rồi, gục rồi. Bé trong nhà gục rồi. Rồi, hết cứu luôn. Ơ kìa. Vẫn cứu được kìa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ây da. Trời ơi. Team bạn chơi toàn vector thế này. Thôi, team mình phát này quăng game rồi. Team mình quăng rồi anh em ạ. Bạn kia bạn ấy cần cầm được bạc thế kia thì. Rồi, xong gục luôn rồi. Rồi, tự dưng mất rau luôn. Không sao. Để mất rau thôi chứ đừng để mất luôn 4 rau là toàn ấy nhá. Anh em lại ẩu rồi. Ẩu thế này là dở rồi. Team bạn chơi vector. Thì mình cũng chơi vector. Đầu lắm rồi không bắn vector. Thực ra thì vector vẫn là cây mạnh nhất trong chế độ tử chiến. Quá chuẩn luôn. Nhưng mà phải cầm 2 cây cơ. Nên là nó khá tốn. Chỉ chơi ở những cái rau cuối cùng thôi. Nhưng mà anh em vẫn phải ưu tiên mua mũ mua giáp nha. Chứ mua là 2 cây vector xong rồi không có mũ không có giáp là cũng ngỏm củ tỏi đấy. Một bên trái. Anh em công bên phải đi. Mình đẩy qua trái cho. Đó, thấy kìa. Lộ mặt kìa. Tiếc là mình lại không có liệu.
Rồi xong. Thế mình làm gì thế kia? Bạn số 2 cục rồi. Lại ẩu rồi. Ẩu thế này là dở rồi. Khinh địch thế này thì có thể có nguyên đổi hay không đây. Ui. Nhặt nhầm. Không sao. Có một bạn team địch cover tầm xa. Mình nghe tiếng bắn súng tỉa. Chúng ta chiếm bo thôi. Vội vàng làm gì? Đằng nào các bạn ấy chẳng phải chạy bo. Bo thua rồi kìa. À thế rồi. Rồi xong. 2 máu, 4 máu. Bắn vậy bao giờ mới gục. Đối diện anh em nhá. Ok gục rồi. Đứa bét to với mình nhỉ. À đây rồi, đây. Thấy. Xong một bé nữa. Còn bé cuối cùng. Gà tiếp rồi tính. Rồi. Bạn cứ ở đấy. Ơ. Đã xong rồi anh em ạ. Đáng tính đẩy vào thì bạn kia bạn ấy giết rồi. Đấy. Bộ nam thì nó chỉ có vậy thôi. Còn bộ nữ thì để hôm nào mình giờ view sau ở trong chế độ sinh tồn nhá. Đấy nhức nách chưa? Đẹp chưa? Trời ơi. Quá bảnh luôn. Anh em thấy bộ trang phục này thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em xuống bên dưới nhá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!